Hi, hello các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, hôm nay là giữa tháng 3. Mình đi Việt Nam về cũng được 3-4 ngày rồi các bạn. Thì mình quen giờ qua ngày hôm sau là mình đã quen giờ rồi. Có điều là chỉ có tụi nhỏ thôi, tụi nhỏ thì nó khó quen giờ. Nó phải mất mấy ngày nó mới quen giờ. Cứ giữa khuya là tụi nó giật mình dậy. Nhất là thằng Thấu giữa khuya là giật mình dậy mà nằm tới sáng luôn, không ngủ lại. Anyway, chuyến đi Việt Nam này thì mình rất là vui các bạn, rất là mãn nguyện. Tại vì mình đề ra nhiều cái mục đích á, nhiều cái chuyện mình cần, nhiều chuyện mình cần, giống như mình cần phải làm, nhiều món ăn mình cần phải thử, xong có nhiều người mình cần phải gặp. Thì mình cũng đã làm được, không phải là 100% nhưng mà cũng phải là 90%. Có những người bạn mình cần phải gặp, có những người thân mình cần phải gặp. Có những chuyện mình cần phải nói ra, xong rồi có những món ăn mình cần phải thử, có những cái chỗ mình cần phải đi. Nói chung là mình cũng được 90% các bạn, 90% những cái mà mình đặt ra, cho nên nó cũng khá là tròn vẹn. Mình rất là vui vì điều đó các bạn. Hôm nay là sáng Chủ nhật, sáng nay thì mình sáng nay dậy thì cũng dọn dẹp nhà cửa, xong rồi bây giờ chạy ra ngoài đi mua cà phê. Thì cái cách sống nó khác nhau liền hoàn toàn. Giống như ở Việt Nam thì mình ngủ dậy một cái là mình muốn ăn gì cũng được, có nhiều, rất là nhiều sự lựa chọn để ăn. Ăn bún riêu, bún bò Huế, cơm tấm, bánh mì, đủ thứ trên trời dưới đất, rất là thích. Còn bên đây ngủ dậy nhiều khi cũng chả biết ăn gì. Ăn một cái bánh, uống ly cà phê, hay là ăn ở, nếu mà cuối tuần thì ở nhà ăn bánh mì trứng, bánh mì trứng xong rồi hoặc là ở nhà ăn mì gói. Cuối tuần đó là cuối tuần, trong tuần thì chỉ ăn cái bánh cà phê. Có cái sự lựa chọn breakfast ở Canada này đối với người Việt mình á, mình nghĩ là mình nói là chỉ nói với người Việt thôi ha, thì là cái khẩu vị đó là không có nhiều sự lựa chọn. Chẳng qua là có nhiều sự lựa chọn về những cái món Tây, những cái món của những cái của những sắc dân khác thì có, nhưng mà về người Việt thì thấy ít. Yeah. Với lại cái cuộc sống bên đây nó không có cho phép mình phải ngồi lê la cà phê xong rồi thưởng thức một bữa ăn sáng, nó không cho phép mình điều đó. Việt Nam còn đi ăn phở này kia. Còn một cái điều mình vui nữa trong cái chuyến đi Việt Nam này là mình về mình không bị đau cổ các bạn. Nếu như ngày xưa mình về Việt Nam á, mình hay bị đau cổ lắm, tại vì Việt Nam uống nước lạnh cái là bị đau cổ. Trong chuyến đi Việt Nam này mình không hề bị đau cổ, không hề bị ốm, không hề bị bệnh. Có bị bệnh một chút xíu thôi, nhưng mà cũng không có bị, không tới nỗi nào, cũng Tylenol mà dưới quất vô là nó cũng giảm được nha. Thì chuyến đi Việt Nam này mình khá là mãn nguyện, khá là trọn vẹn các bạn. Mặc dù là tính ra mình đi 5 tuần, cái ngày thứ hai là mình bay từ Canada về Việt Nam, thì cái ngày thứ hai ở Việt Nam, 5 tuần sau đúng ngày thứ hai là từ Việt Nam bay qua Canada, thì mình tính là 5 tuần nhưng mà thật ra là chỉ có 4 tuần thôi các bạn. Tại vì cái tuần đầu tiên là mình đã di chuyển Nam Bắc Nam rồi. Thì các bạn cũng coi cái video trước mình cũng chia sẻ rồi, không biết các bạn đã xem chưa, mình có quay cái hành trình mà mình về từ bên đây về tới Việt Nam sau 8 năm như thế nào, đi máy bay như thế nào. Hy vọng các bạn sẽ coi lại cái video trước đó. Cái video tiếp theo mình sẽ đăng là mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình đi ở trong Sài Gòn như thế nào. Cái bữa đó là bữa 29 Tết. Bữa 29 Tết là mình đi dạo xung quanh Sài Gòn, đi có một mình nè. Đi có một mình, đi ngắm phố phường. Mà cũng lâu lắm rồi mình không có cảm giác mà đi một mình như vậy các bạn. Tại các bạn biết sao không, ngày xưa mình về cái bạn bè rồi này kia, nhiều khi mình spend nhiều thời gian bạn bè gia đình quá đó, mình không có thời gian riêng cho bản thân mình luôn. Nhiều khi mình muốn có thời gian riêng cho bản thân để mình, nếu như mình đi tới một cái góc nào đó, hay mình đi dạo từ từ chậm rãi xung quanh Sài Gòn, nhìn cảnh xá Sài Gòn, mình không có thời gian đó luôn. Tại đi với bạn bè, đi xe máy, đi chạy qua chạy lại, nó lướt quay qua quay lại là mình lại quay về bên đây, cho nên mình không có thời gian làm những cái chuyện đó. Thì kỳ này hôm bữa 29 Tết thì mình mới nói thôi, bây giờ hôm nay là mình sẽ dành nguyên một cái ngày đó từ sáng tới chiều là đi dạo quanh cái khu trung tâm Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà, hồ con rùa nơi này kia đó, thì mình spend time cho bản thân mình. Mình rất là thích cái điều đó các bạn, mình rất là cảm giác rất là bình an, rất là bình yên, rất là peaceful. Mà mình được ngắm, giống như là mình được thưởng thức được Sài Gòn một mình tự, giống như là
người ta nói là giống như cái thằng này nó bị tự kỷ, nhưng mà không phải là như vậy. Là mình muốn là mình sống nội tâm mình, trong những cái lúc đó mình không có muốn bị những cái tác động bên ngoài, những con người bên ngoài hay là bạn bè tác động tới mình. Thì cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái ngày 29 Tết đó. Mình mới tới Starbucks đây, bây giờ ghé vô Starbucks mua cà phê. Đi lâu quá rồi mấy em ở Starbucks cũng hỏi là bữa giờ đi đâu. Mấy em mới hỏi là anh có ghét mấy em không mà sao học lâu quá anh không có ghé. Xong rồi gặp nhiều người cũng hỏi như vậy. Nói chung là về Việt Nam rất là happy, rất là trọn vẹn. Mình dùng cái chữ trọn vẹn các bạn. Có những cái chuyện mình cần phải nói ra, những người mà mình cần phải gặp gỡ, và những cái chuyện mình cần giải quyết thì mình cũng làm được 90%. Giống như có những cái có những người bạn mình cần phải gặp và để mình chia sẻ những cái chuyện trong vòng 8 năm qua mình cũng đã gặp được. Nói chung nó cũng trọn vẹn các bạn. Mình rất là happy về điều đó. Những món ăn mình đặt ra mình ăn thì mình cũng chưa ăn hết nữa. Được 90% mà còn phải lấu chưa ăn nè. Còn ốc thì mình đi ra ngoài Hải Phòng mà mình có ăn ở ngoài, không phải Hải Phòng, ở Hà Nội có ăn rồi, nhưng mà không có ăn ở Sài Gòn, chưa ăn ốc ở Sài Gòn, chưa ăn phá lấu nè, chưa ăn bánh mì chảo nè, chưa ăn bò né nè. Có nhiều món ở Sài Gòn mình chưa ăn được, nhưng mà it's ok. Cái công việc của mình với lại những cái người mà mình cần gặp mình đã gặp được và mình đã chia sẻ được trong vòng 8 năm qua là anh em như thế nào, cuộc sống bên đây của mình như thế nào, cuộc sống của những cái người đó như thế nào, mình mới chia sẻ được. Mình rất là happy vì điều đó các bạn, rất là happy luôn. Tại vì mình mong chờ cái chuyến đi này để mình gặp được những cái người đó, xong những người thân của mình cần phải chia sẻ ra những cái điều mình ấp ủ trong lòng mình cần gặp những cái người thân của mình, thì mình cũng đã gặp được, mình cũng chia sẻ được. Rất là vui về điều đó các bạn. Anyway, bây giờ mình vô mình mua cà phê ha. Hôm nay cũng không lạnh lắm các bạn, ngoài có 2 độ C thôi. Mùa đông mà bên đây 2 độ C là trời ơi, ấm ơi ấm luôn. Ấm mà không tới nỗi đổ mồ hôi, nhưng mà ấm. Rồi sáng này nãy mới tuyết, giờ cái nắng lên rồi. Thời tiết rất là đẹp. Bây giờ vô mua cà phê. Hôm nay là cuối tuần cũng không đi làm. Hôm nay thứ bảy. Thì từ bữa giờ đi Việt Nam về lại thì chưa có đi làm lại các bạn. Chắc là ngày mai thứ hai là đi làm lại. Tụi nhỏ cũng sẽ đi học lại. Tụi nhỏ cũng chưa đi học lại. Tại rất may mắn là mình về tuần này mình lúc mà mình đi xin phép cho tụi nó đó, mình xin phép là về tới Canada, xong rồi cho thêm mấy ngày nữa mới đi học lại. Nhưng mà rất may mắn là về cái Canada này thì ngay cái tuần này là cái tuần mà nghỉ xuân March break, thì tụi nó được nghỉ tới thứ hai luôn. Thứ hai tụi nó đi học lại. Hôm nay chắc là mình có cơ hội thì mình sẽ dựng cái video đi dạo xung quanh Sài Gòn chia sẻ với các bạn ha. Các bạn nhớ xem lại cái video trước đây, một cái video là video về cái hành trình mình đi từ bên đây về Việt Nam sau 8 năm như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video ngắn ngủi này. Thank you, bye bye.